người ta ghép Mo Salah với Bellingham thì có được ví dụ 6 múi hết sức chấn. Thế không phải do chạy nhiều với tập thể dục nhiều đâu anh ạ, mà do nhảy Bellingham. Anh em cần thì tí nữa đăng lên Facebook cho anh em xem. Ngoài Mo Salah thì ở phía sau hình như còn có khoảng Lưu Bát Sơn rất lớn. Liverpool muốn chơi với một số bóng đá tốc độ hơn nữa, nhưng mà bên phía công ty đã có lợi nhân sự. Szoboszlai có quả trống riêng, quyết định dứt điểm bóng đi quá tệ của Szoboszlai. Xem nào, nhận thấy đội bạn phải thay thủ môn, Liverpool quyết định tăng sức ép, nhưng quyết định dứt điểm này thì nó lại quá lệch. Và vừa rồi thì trọng tài không cho Liverpool quả đá phạt góc vậy ạ. Mặc dù bóng đã chạm vào người của cầu thủ bên phía Man City, Djokovic rời sân để nhường chỗ cho Andrew Robertson và Mo Salah vào sân để thay thế cho Dominic Szoboszlai. À không, như vậy là Gomez đi lấy cái chai nước rồi. Bradley rời sân. Cái quyết định thể cái thực sự luôn đấy. Thường thì nếu như khi mà mình bị những cái quyết định nó vô lý như này, mình sẽ vào khán giả để có thể vẽ thêm những kèo mới, bởi vì cũng quyết định được đưa ra và rất khó có thể thay đổi. Đáng tiếc rằng này có khuyến mãi gì không ạ? Khuyến mãi á, họ vẫn có những khuyến mãi như ngày xưa mà cực kỳ uy tín luôn. Và những cơ cũng chăm chăm từ đầu tiên cũng sẽ có thì đồng thời gian rất là rất nhanh. Cái đấy hỗ trợ uy tín lắm, gọi giờ nào là cũng bắt máy.